ốc giữa chừng. Chỉ cần con yêu nó, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Sao ngồi vậy? Sao các anh lại đi? Tôi tới coi đám đàn bà có phải hạ tiện gì không đây. Coi đàn ông nhảy sexy. Con vợ của tôi ngu lắm, cho bà uống mật gấu cũng không dám. Họ đó cả ngày nhập bọn với cái đám nữ mai đầu của anh, có gì không dám. Nè, mục tiêu xuất hiện. Thì không ngờ họ hạ tiện như vậy. Được, các người bất nhân, chúng ta bất nghĩa. Chúng ta đi ăn chơi. Chơi, chơi. Đi ăn chơi, đi ăn chơi. Ê, quay trời ơi. Thắng rồi, thắng rồi. Ây da, thắng rồi, hay quá. Đưa tiền. Còn chơi không đây? Không chơi được. Ây da, thiệt nhiều lông quá. Lần đầu tiên tôi sợ. Ây da, đen thui lui. Ngộ quá, ngộ quá, ngộ quá. Ê, coi kìa, qua bên đây coi. Cái này đẹp quá, đẹp quá đi. Nè, coi được không? Nè, coi đi. Bây giờ họ đi ngoại tình xử sao? Đàn ông ăn chơi thì còn được, nhưng đàn bà quyết không có thể được. Còn ngồi đây làm gì nữa? Mau đi bắt người. Đi, chúng ta đi. Bị cháy. Sao lại như vậy? Nghe nói trên lầu có cái phòng đàn ông nhảy sexy đã bị cháy. Hả? Ê kìa kìa kìa, sao lại như vậy? Dạ bà lại đi nè. Sao lại như vậy hả? Bà xã, bà xã, bà xã, bà xã, giữ cửa chị vậy? Bà xã của tôi ở đó, bà xã của tôi trong đó. Vô đi, không được, vô. Coi đàn ông nhảy sexy, làm gì mà hay bằng đi mua áo da. Cũng may là mình thay đổi ý định tới bên kia mua đồ. Ê, sao có nhiều lính chưa lửa vậy? Bây giờ, cái ống lầu cao bị cháy. May là vừa rồi mình không có đi coi giữa sexy. Xem chút liền biến thành heo quay. Phải. Ừ. Cho tôi vô đi. Dạ, sao dùng hết lên bên cửa quá vậy? Vô đi. Hả? Vô, 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 vô. Thì là làm hết rồi. Con tưởng bà biết mình heo quay. Không sao thì được. Không sao thì tốt quá. Bà xã. Bà xã. Anh xin thề, từ nay không có hề ra ăn chơi nữa. Nếu mà còn ra ăn chơi thì sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Nói chuyện phải giữ lời. Thì đương nhiên. Còn nữa, bà xã bà coi. Nè, tối nay chúng ta đi coi phim Tây ha. Còn tối mai thì anh đã mua vé đi coi ca nhạc. Nè, ngày mai thì càng hay nữa. Chúng ta cùng nhau đi Đài Loan du lịch. Em quyết định từ nay rút lui khỏi dòng ca hát, để làm một người vợ tốt, tập trung thờ chồng dạy con. Tốt quá bà xã. Ông xã em thiệt nhớ anh. Anh hứa với em từ nay không dám đi chơi nữa. Vậy mới đúng. Còn có gì? Anh giao hết tài sản tánh mạng cho em. Từ nay em muốn dùng sao thì dùng. Thiệt ngu quá. Ngu quá, ngu quá. Ngu quá. Bà xã từ nay không coi dè dỏm, không ngắm đàn bà khác, chỉ ngắm một mình bà xã thôi. Hả? Mấy cái sắp bình này bà đốt hết giùm tôi đi. Từ nay tôi quyết không có đụng tới nữa. Anh cai thì em cũng cai. Từ nay em không dùng bạo lực, không dùng sắp tay, sầu riêng và có gót để mà đánh anh nữa. Tốt, tốt. Từ nay vợ chồng mình phải yêu mến lẫn nhau. Cùng nhau nhảy đầm. Tần, tần tần, tần 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 tần. Ba đứa tụi bay thiệt là mất đạo nghĩa. Còn nói là sát cánh bên nhau. Bây giờ bị vợ dỗ mấy cái là đổi ý rồi. Sai. Chúng tôi khi vợ hồi tâm chuyển ý. Tôi không như các anh, phải có lập trường, nguyên tắc. Tôi phải kiên trì tới cùng. Anh Siêu. Dạ. Lý Đặng quá. Để tới. Dạ, xem vợ danh hết rồi nè. Vô đi. Bà xã thì là tốt quá. Anh Heo, đồ đạc của anh ở đây không sót một cái nào. Em Heo, đầu tóc của em rối hết rồi kìa. Các người đi hả? Tự lo mày đi. Mình đi. Đi coi hát ha. Được.
Cuốn thực phổ này là kết tinh tâm huyết của bà cố tôi với lại Dư Thí. Cuốn thực phổ này đã bị mất 50 năm, nhưng bây giờ đã được kiếm lại. Ở trong thực phổ đều là những món kinh điển của năm xưa, cho nên chúng ta có thể làm theo để cho mấy món kinh điển này tái hiện, đem quán ăn Phượng Hoàng khôi phục lại Phượng Hoàng Lầu. Phải đó, đem mấy món ngon của lầu Phượng Hoàng đã bị mất luôn nửa thế kỷ, tái hiện đời này có thể dùng truyền kỳ của lầu Phượng Hoàng để làm chiêu bài. Ý niệm của cậu thiệt là hay. Ừ, vậy thì cứ làm theo kế hoạch thư của Jenny đi. Nè, không gì chứ, có sao hay không hả? Không gì. Hay chắc là vì chuyện của quán ăn Phượng Hoàng khiến cô bị thức khuya liền miền thôi. Được, để đền đáp cố gắng và thành ý của cô, tôi quyết định đem 5% cổ phần của quán ăn Phượng Hoàng tặng cho cô vô điều kiện. Wow. Vậy đâu có được. Sao lại không được? Ông Cao đã có ý muốn cho cô gỡ lại cái tổ nghiệp của cô một cách danh chánh ngôn thuận. Hãy nói cảm ơn mau đi. Cảm ơn ông Cao Đại Văn. Wow. Hay quá, được cái sao? Hay đó. Thôi được, kế hoạch này như vậy mong các chị hãy làm theo. Anh bạn, hôm nay anh giao cho tôi giao lại cho anh mấy lần mà vẫn bị sai. Coi kìa. Nhìn xét lại thêm một lần. Nhân à, chuyện gì đây? Bữa nay làm cái gì cũng sai hết. Tôi biết, chắc chắn là sáng ngày mai phải tới hãng luật sư đem ký giấy tờ ly dị, cho nên bây giờ ở trong lòng cảm thấy bối rối. Cái gì chứ? Mấy đêm nay tôi coi phim dài của Trân Trân, khuya quá nên tiếu ngủ thôi. Không chứ hả, mấy suất phim ngày hôm nay là phim của Lâm Thanh Hà mà. À, anh rảnh rỗi lắm sao? Để lát nữa đi đánh bài ăn cơm. Nhân à, hãy bắt chước chúng tôi nè. Từ lúc chưa có tới hãng luật sư ký giấy tờ ly dị đó, thì phải hạ mình hạ giọng, dỗ ngọt lại người vợ đi. Thì cứ coi. Đừng có kéo dài quá, sắp tới giờ tôi phải về nhà thăm vợ. Nhớ kỹ đó, nè đi. Hay, chắc là Lập Nhân điện thoại tới để năn nỉ con. Má nghe. Alo. Là ông Đa Minh cô. Cao Đại Văn kiếm má. Alo. Tôi nghe. Vậy có nói chừng nào sửa sang xong hay không vậy? Chị Trân ăn cơm. Chị Trân, chị không khỏe sao không nghỉ một chút? Tôi có chuyện nghĩ không suốt. Có phải chị đang nghĩ không biết ngày mai có nên đi hạng luật sư để ký giấy là gì không? Chuyện tới nước này giống là không thể thay đổi được. Nếu ảnh có lòng tới xin tôi, nếu ảnh có thành ý thì đã tới đây để kiếm tôi. Tôi nghĩ không suốt đó là cuốn thực phổ bà cố để lại, trong đó có viết mấy món chiêu bài của Phượng Hoàng Lầu, nhưng mà lại không biết bí phương để làm nước tương, chỉ có để lại một bài thơ. Ồ, vậy chừng có hao thần phí sức. Ăn cơm xong thì đi ngủ sớm, như vậy cơn bệnh mới lành lại mau, chị có biết hay không hả? Phấn à, cảm ơn cô. Cô làm việc ở công xưởng về còn phải nấu cháo cho tôi ăn. Tôi đâu có nấu cháo. Cái cháo này là của Cao Đại Văn nấu cho má nuôi. Anh nói là thấy má bị ho. Má à, thật ra Cao Đại Văn cũng tốt lắm, má phải biết quý đó. Con đừng có hiểu lầm. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, không có gì hết. Không có gì đâu. Không biết Lập Nhân suy nghĩ sao đây. Mấy lâu mà không chịu tới kiếm con, không điện thoại tới. Mẫu muốn ly dị thiệt hay sao? Đừng nói nữa. Ăn cơm sớm, ngủ sớm. Sáng mai còn phải tới phòng luật sư để ký giấy ly dị. Nếu hôm nay chìa khóa xe bị mất thì tốt biết mấy. Khỏi phải tới văn phòng luật sư, khỏi phải ly dị. Ê, chìa khóa xe mất tiệt rồi. Vậy hôm nay khỏi cần phải đi đâu hết. Nhân à, lên xe. Cả đám anh em đưa anh tới phòng luật sư. Chúng tôi ủng hộ anh mà, qua đây. Dương luật sư, vẫn chưa tới giờ hẹn trước. Thật ra tôi bị các người tới sớm là để có đọc rõ ràng hiệp nghị thư. Có gì không hiểu có thể hỏi tôi ngay. Jenny. Quỳ Trân, Quỳ Trân. Hả? Mấy chị, chúng tôi tới ủng hộ chị. Quỳ Trân à, chị còn tới 30 phút nữa mới ký giấy ly dị. Quỳ Trân, chị hãy chờ thêm một hồi.
Henry, luật sư, có thể cho mượn căn phòng dùng chút không? Từ từ. Cảm ơn. Mấy chị làm gì? Chờ một chút, cho nghe nè. Nè nghe đi. Chào các vị thính giả, tiếp tục thôi nghe câu chuyện thật lòng. Nhờ các chị làm gì? Nguyễn Trân ạ, bây giờ Lập Nhân đang đi xe của anh Siêu tới. Ảnh có nghe chương trình này. Chị còn yêu Lập Nhân thì hãy nói rõ ràng với ảnh ở chương trình, cho ảnh một cơ hội. Vậy Jenny à, tiếp thông rồi, chị nói đi. Có hiểu lầm thì có giải thích. Có một nữ thính giả muốn xuyên qua làn sóng điện không khí nói thật lòng với người chồng. Có những chuyện nhìn mặt nhau có lẽ nói không ra, nhưng mà có thể xuyên qua làn sóng điện này. Mấy cái chuyện lăng nhăng này nghe làm cái gì chứ? Nè nè nè, nhất định phải nghe. Câu chuyện ngày hôm nay là của cô Jenny. Hả? Quỳ Trân? Làm bạn bè như vậy có đồng nghĩa rồi chứ. Nè, đây là thông điệp cuối cùng. Phải đấy mà nghe. Lập Nhân, em biết anh bây giờ đang đi xe tới văn phòng luật sư. Hy vọng anh nghe được lời tận đáy lòng của em. Sau ngày em ra ngoài làm việc, vợ chồng của mình đã có nhiều đụng chạm, đã xảy ra nhiều lần gây gổ, và chúng ta cũng không được ngồi lại để bàn thảo về chuyện này. Nè nè, mất sống rồi hả? Chuyện gì? Không có tiếng. Hey, vô đường hầm là như vậy mà. Nè, lại coi, lại coi. Anh phải nói làm gì? Nghe cái này phiền phức lắm đó. Phiền lắm. Hôm xưa chúng ta đôi lúc cũng gây gổ, nhưng mà vẫn thấy vui vẻ ngọt ngào. Thật ra em chỉ không muốn bỏ cuộc hôn nhân này. Em mong là Lập Nhân anh chỉ là nóng giận nhất thời. Nếu anh có thành ý, xin trong 30 phút này điện thoại tới đài phát thanh. Nếu không, 30 phút sau hẹn gặp ở phòng luật sư. Lời lẽ của người này thì là cảm động quá. Hy vọng người chồng của người này có hành động trong vòng 30 phút. Cô kêu tôi 30 phút phải tới văn phòng luật sư ngay. Lấy nhanh lên đi. Tôi đã lái thiệt nhanh. Chương trình xin nói câu thật lòng hôm nay sắp kết thúc. Tiếc là người chồng của Jenny rốt cuộc không đi tới. Có lẽ họ thiệt có duyên không phận. Thôi được, bây giờ chương trình đã hết. Xin hẹn gặp lại ngày mai. Jenny, đã tới 10 giờ hẹn trước. Hãy chờ thêm lát nữa. Jenny, dây dưa không mà dứt khoát, chỉ cần cô ký tên là một chuyện êm xuôi. Quỳ Trân, thiệt là xui xẻo, nửa đường xe bị bể bánh còn đang thay. Anh cứ từ từ, tôi đã ký tên xong. Quỳ Trân, tôi chết rồi. Quỳ Trân, Thái Lập Nhân, bệnh bị điếc hả? Anh không nghe được Jenny để nói ký tên rồi à? Anh có bị bệnh không? Vợ của anh cứ cho anh cơ hội mà anh chẳng chút phản ứng. Anh thiệt đã hết thuốc chữa. Ây à, mấy chị nói cái gì tôi thiệt không hiểu. Quệ Trần với anh trong 30 phút mà đi tới đại sao anh không gọi? Anh có phải thiệt muốn ly dị mới vui hay không đây? Cái gì điện thoại tới đại? Không phải kêu tôi 30 phút chạy tới chỗ này sao? Ê, anh nghe kiểu nào? Tôi không muốn nhìn thấy anh. Vợ của anh vì lầu Phượng Hoàng tổ nghiệp gia truyền của bà tận tâm tận sức, còn anh không hỏi hàng tới, diễn cớ đủ điều. Nếu là tôi nhất định bóp chết anh. Cái gì tổ nghiệp gia truyền? Càng nói tôi càng không hiểu. Hey, anh hiểu hay không quan trọng. Bây giờ Quỳ Trân đi rồi, rửa không có kịp nữa. Anh đó thì không có đáng giúp. Mình đi. Thái Lập Nhân, nhất định là thằng này dở trò. Phải, tất cả đều do tôi làm. Ý niệm đem nhật tin của toàn cấp gạt Jenny tới Trường Châu dù anh mắc bẫy là do tôi thiết kế. Ráp bằng cassette cũng là do tôi làm. Con gái trong phòng trong quán trọ Tâm Tâm là tôi kêu tới. Bây giờ anh biết thì cũng vô dụng, tại vì anh không có chứng cứ, làm gì được tôi. Thái Lập Nhân, lần này anh thiệt bị xui quá. Đám đàn bà muốn giúp anh cũng giúp không nổi. Tôi tin chắc Jenny không lâu sẽ lọt vào tay của tôi. Ây dạ, cái tên hạ tiện này. Nè, đây là văn phòng luật sư, có giỏi thì đánh tôi đi. Tôi có nhiều nhân chứng. Nếu Jenny biết anh đánh tôi, cô sẽ càng thêm đau lòng. Chừng đó thì tôi càng dễ tới tay. Đánh đi Thái Lập Nhân, còn không ra sức mà đánh.
Chết, chết thì chết, tao cũng phải đánh mày. Ê, nè, 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 đừng đánh, 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 đánh nha, nguy hiểm lắm đó, không được đâu, kệ cha nó đi. Ê, giờ mình đâu? Đâu vợ của tôi đâu? Nè, các người từ từ kiếm vợ đi, bye bye. Cái thằng Hà Tiện này, phải, tự cho là chuyện gì. Xảy ra chuyện gì đây, hả? Nói đi. Chuyện gì? Thiệt tình, nếu để cái giàn hòa tất cần được gọi thì đâu có được. Mai là ba của tôi không có bỏ cuộc, đã cùng đám bạn nghĩ cách thâu phục thất địa. Ráng lên ba. Có nhìn thấy ba người trong này không đây? Không có. Lạp Nhật Tam Giang Khúc, Sơn Hoa Nhĩ Tự Khai, Dinh Dinh Đường Tuyết Hạnh, Diễm Diễm Đại Xuân Mai, Lạp Nhật Ba Giang. Alo. Ngân à, kiếm rút ra cái gì hết? Thôi đi. Chú này phải dọn cái này phải để bên kia để rác lên. Jenny à, nhiều món như vậy, chọn món nào? Đủ hết rồi hả? Dạ đủ. Để đây giùm. Bữa khác tôi đi tính với ông chủ của anh ha, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn các vị quan lâm. Tiền thân của quán ăn Phượng Hoàng là Phượng Hoàng Lầu, đã có tiền sử 80 năm, do bà cố của tôi Nghệ Dư Phụng sáng lập vào năm 1900. Theo sự ghi tải, năm xưa có một đêm Từ Hy bỏ trốn Tây An, cũng tới lầu Phượng Hoàng. Chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh có thể mời được thực gia có tiếng Ghi Minh tới đây ăn thử. Đây là món chiêu bài của Phượng Hoàng Lầu, Phượng Mốt Cổ Tiêu, xin chỉ dạy. Căn cứ theo ghi tải, ở trong Phượng Hoàng của Ung Tử Quân, truyền nhân đời thứ hai của Phụng Lầu Hoàng chính là Phụng Múa Cửu Thiên, trong đó có một đặc sắc là một vịt chín ăn. Ngoài ra, gia vị của nó khiến cho thịt vịt ăn vào thì có mùi thơm của bách hoa. Để tôi thử coi có cảm giác ra hay không. Con vịt này nướng không tệ, nhưng đã thiếu đi mùi vị và cảm giác mà trong cuốn sách đã nói qua. Ăn no là được rồi, cần sách làm gì, cũng đâu có gì, phải không? Cần gì phải cần sách chứ, thì quá đáng làm gì đâu có được. Tôi không biết nữa, không biết chuyện gì. Làm ơn, tránh giùm, tránh giùm. Làm ơn. Các vị, món này mới là thật sự Phụng Múa Cửu Thiên. Hả? Vì mình tuyệt sinh, mời ông thử qua. Thì có cảm giác này giống y như trong sách đã hình dung ra. Trong thịt vịt đã có mùi thơm của bách hoa. Thì khá. Anh có phải đầu bếp của Lập Phượng Quận? Tại sao hai con vịt quay chiêu bài mà có mùi vị khác nhau? Tôi là Thái Lập Nhân, viên chức của công ty quảng cáo, cũng là chồng của Bạch Quệ Trân, truyền nhân thứ ba của Lập Phượng Quận. Lần này đặc biệt an bài để cho các vị phân biệt một chút. Sự khác biệt của vịt quay đã thêm vào đồ gia vị bí truyền, và một loại vịt quay không có đồ gia vị bí truyền. Thật không ngờ Di Minh tiên sinh thử qua một cái để nhận ra ngay, thiệt là lợi hại. Ông Thái, ông có thể nào chụp một tấm hình chung với vợ ông? Đương nhiên là được. Bà xã, chụp một tấm hình đi. Cười lên. Cười. Cảm ơn. Để đứng sát vô. Cô Jenny, nghe nói bà cố với bà ngoại của cô trong lúc sáng lập và kinh doanh Lộc Phượng Hoàng đều có một chuyện tình thì là quan liệt. Không biết chuyện tình của hai vị thế nào? Thật ra chuyện tình của chúng tôi
cực kỳ là lãng mạn. Vào năm 67 bạo động, tôi ở quán ăn Phượng Hoàng này lần đầu tiên đi gặp được Huệ Trân. Lúc đó tôi thật không biết nguyên nhân của cổ và lòng Phượng Hoàng, nhưng mà thật không ngờ hôm nay lòng Phượng Hoàng được trùng sanh. Chúng tôi lại cùng nhau nỗ lực thêm một lần nữa. Nhưng theo tôi biết, ông bà để cái giấy ly dị. Có gì không? Đã xảy ra chuyện gì? Phải có chuyện gì vậy? Xảy ra cùng biết. Tôi nghĩ chuyện tình của lòng Phượng Hoàng của thế hệ này vẫn chưa có kết thúc. Kết quả thế nào thì phải nhìn chúng tôi tiếp tục ra làm sao. Vậy nghĩa là hai vị có cơ hội phục hợp. Thì dĩ nhiên. Cô Jenny, cô thấy sao? Xin lỗi, tôi còn bận rất nhiều việc. Xin lỗi. Ông Thái à, tôi muốn hỏi cho rõ ràng. Xin lỗi nha, tôi cũng rất là bận rộn. Xin lỗi. Tôi đã ký rồi hả? Huệ Trân. Nè, nè, Huệ Trân à. Tôi muốn một mình hít thở không khí tươi mát. Vậy được, mình cùng thở chung. Tiệc chiêu đãi ký giả rất là thành công. Cảm ơn anh đã dạy dây. Huệ Trân à, anh biết lúc đó anh thật là không đúng, nhưng mà có nhiều chuyện anh đã bị kẻ gian hãm hại, thì phải lấy cái chuyện cứu giảng của lầu Phượng Hoàng ra nói. Trước đó tất hạ cầu đã rút đi một số văn kiện, anh mới không biết thì ra lầu Phượng Hoàng có cơ duyên lớn như em. Mỗi lần anh làm sai cũng đều bị kẻ gian hãm hại. Sự thật là như vậy. Khi anh biết đầu đuôi của câu chuyện, anh đã không ngừng nghiên cứu thực phổ của bà cố. Rốt cuộc anh đã phá giải được bí mật của bài thơ trong thực phổ. Phải, lần này tôi thiệt thất sách, nghiên cứu món chữ bài không được tỉ mỉ. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh mới được thành công. Lần này anh có thể lấy le, tôi cam lòng chịu thua được chưa? Anh không phải là vì muốn lấy le anh. Jenny, có không gì chứ? Không sao. Anh tới đúng lúc, thời gian vừa dặn. Huệ Trân à, cô muốn phán anh tử hình cũng phải cho anh một cơ hội để biện hộ. Bây giờ cả đám người đang ở công ty tốt cho bạn đang chờ mình. Anh muốn em theo anh một chuyến. Jenny, bỏ mặt ảnh. Bác Hà Cầu, anh cũng phải đi chung, anh mới là gia chánh. Hội đồng trưởng à, về công hay tư lần này bà nhất định phải chủ trì công đạo cho tôi. Đám đàn ông của các người làm cái gì vậy? Huệ Trân à, sắp sửa rõ chân tướng rồi. Truyền triệu nhân chứng. Thái Lập Nhân, đừng có giở trò nữa. Thì để coi ai giở trò. Truyền nhân chứng thứ nhất. Bà hội trưởng, tôi đã dùng mấy ngày trời mới kiếm ra được cặp mẹ con này. Ê, chú là chú đã cứu em lần trước. Là chú. Phải thì cảm ơn ông, lần trước chưa có cơ hội để cảm ơn. Lần trước tôi đem bản văn kiện tới khách sạn, chính vì cứu em bé này cho nên mới bị mất. Anh ra tiền mới người đóng kịch, ai mà tin chứ. Còn nhiều màn hay lắm. Truyền nhân chứng thứ hai. Bà hai, ơn tôi. Bà hai, bà hãy nhận ra cái người mua chuộc bà. Hắn có ở đây không vậy? Nó đưa tiền cho tôi, biểu tôi giả đò không có nồi điện, lại không biết dùng, rồi kêu tôi bỏ đi. Được rồi, cảm ơn bà. Truyền nhân chứng thứ ba. Đúng là ảnh rồi. Ảnh như cuộn miệng bự tê thuyền của tôi. Sau đó còn điện thoại cho tôi, kêu tôi nói với cái đám đàn bà đó là có một đám đàn ông đã tới quán trọ Tâm Tâm. Nghe rõ chưa? Cảm ơn. Truyền nhân chứng thứ tư. Bây giờ khẩu cung của cô là quan trọng nhất. Phải thì là ảnh. Ảnh đưa tiền cho tôi khi tôi tới quán trọ Tâm Tâm, giả đoạn ngủ dâm này. Sau đó tao tiền thì khỏi cần làm. Có tiền mà khỏi cần làm gì, đương nhiên là tôi chịu. Thôi đủ rồi. Hội đồng trưởng, tôi với Lập Nhân có điều tra qua trương mục tốt cho bạn. Quả thật là một trương mục giả, muốn gạt công ty đó bà coi đi. Hội đồng trưởng, nghe tôi giải thích. Giải thích cái gì? Bây giờ chứng vật đã đành rành hết. Hội đồng trưởng, cho tôi một cơ hội. Không có gì nữa. Jenny, chị hãy tiếp quản chức vụ của ảnh. Hội đồng trưởng, là họ thông đồng nhau đấu quan cho tôi. Jenny, cô là biết Thái Lập Nhân thường ngày bị ổi vô liêm sỉ mà. Bị ổi vô liêm sỉ nhất chính là anh. Tôi thì thất vọng với anh. Anh đi ngay cho tôi. Jenny, có nghe chưa? Bộ muốn bị khiêng ra thì phải nói chuyện cái gì. Đạp ra khỏi cửa đó. Đi đi đi. Dụ dỗ vào người ta không à. Được nữa. Còn quen quá. Còn quen hay quen. Còn quen này đâu. Jenny, có đi rồi kìa. Jenny, Huệ Trân, Huệ Trân. Huệ Trân à, anh xin lỗi em. Anh biết lỗi rồi, cho anh một cơ hội. Thứ lỗi cho anh đi. Bây giờ không phải là con nít giỡn chơi. Chuyện muốn nói, tôi đã có nói ở tại đài phát thanh. Đâu có phải là không cho anh cơ hội. Là tại anh không biết quý, không coi nặng. Làm gì có. Hôm đó ở đường hầm trong xe,
Bởi vì nghe không có rõ cho nên anh không gọi điện thoại tới đài thôi. Anh thiệt có ý muốn xin lỗi với em. Nếu như anh không quý em, không có coi nặng tới cuộc hôn nhân này, thì cần gì phải kiếm nhân chứng chứ? Và cần gì phải thức sáng đêm ôn lại lịch sử của Lầu Phượng Hoàng? Và cần gì phải bỏ công nghiên cứu cuốn thực phổ của bà cố? Mọi chuyện đã quá muộn. Không muộn không muộn, em tha thứ thì đâu có muộn. Em có thể cho anh cơ hội, nhưng em không muốn lịch sử tái diễn. Anh có biết anh có lỗi ở chỗ nào hay không? Anh biết. Anh lỗi ở chỗ là quá coi trọng mặt mũi, cho nên gây ra hiểu lầm, báo hại em chịu khổ. Anh biết lỗi rồi, em thứ lỗi cho anh đi. Thứ lỗi cho anh cũng được, trừ phi... Trừ phi cái gì? Trừ phi anh chịu trao đổi vai trò với em. Từ nay anh ở nhà để nấu cơm. Anh phải ở nhà nấu cơm? Anh có chịu ở nhà nấu cơm hay không? Thế nào? Thế sao hả? Ăn được rồi. Ủa, sao nhiều quá vậy? Không phải, anh đâu có biết em muốn ăn cái gì, cho nên hôm nay làm đại một chút thôi. Nếu không ngon miệng ăn không hết thì phần còn lại anh ăn. Nếu ăn hết rồi thì anh không ăn. Phải đó. À, phải ạ. Tin quan trọng hôm nay có một cảnh sát thức chức để tội phạm mưu sát thoát thân. Nè, bữa nay em muốn ăn canh gì? Canh hành tây. Ồ, nhớ đừng có bỏ bột cà ri. Không thành vấn đề, tan sở xong rồi về ăn canh cho sớm nha. Biết rồi, lên lầu mau. Em mới vừa có bàn, lái xe phải cẩn thận. Em biết. Bye bye. Ông Thầy Tình à, được rồi. Hôm nay nhớ nấu canh hành tây, đừng có bỏ cà ri, không thì bể mánh. Còn nữa nha, bồn tắm rửa sạch sẽ, còn những chuyện khác cẩn thận mà làm, biết không? Được rồi anh bạn, yên tâm đi. Nhờ anh nha. Được. Thôi chết, đã bỏ quên lá thư. May là ông qua mặt được. À, cái anh lười biếng này, em đi thôi là anh làm biếng à? Nè, nhớ nằm một hồi thôi. Thịt bậy bợ, đánh mông cứ nghỉ tờ. Nếu như vậy thì chết rồi. Alo. Chết rồi, vợ tôi đang lên tới. Hả? Lia, lập tức lo liệu, trèo lên ống nước, mau, cấp thời ứng phó. À. Ông xã, em đi làm. Tại sao trần truồng vậy? Tắm rửa đương nhiên là trần truồng. Vợ tôi mới từ trong đó ra mà. Vợ của anh tưởng tôi là anh, cho nên vô coi. Vậy là vợ tôi thấy anh tắm. Yên tâm, tôi không bị thiệt thòi. Vợ tôi bị thiệt thòi đó. Đừng xung động, nghe tôi giải thích. Vợ của ông nhận không ra tôi.
Ôi dồi, con hai cô không sao chứ? Ai vậy? Ý dồi, cái thằng này đá banh này là đá người, cả trái banh mà đá trúng tôi. Ê, ý dồi, bây giờ kể là má con biết dạy còn thế nào, nghịch ngợm quá. Thôi bỏ đi, con nít không có biết chuyện mà. Lại đây, cháu đưa cô qua bển ngồi ha. Ừ. Phấn, sao dạo này tôi cứ thấy cười mỉm chi hoài vậy? Có chuyện gì? Dạ không. Thật ra có chuyện này cháu muốn nói với cô lâu rồi, nhưng lại lo là cô phản đối. Chuyện gì? Trong lầu Phượng Hoàng có người đàn ông cô cũng quen biết. Anh nói là anh thiệt thích cháu, muốn hẹn cháu đi chơi. Nhưng mà tụi cháu quen biết chưa lâu, hơn nữa khoảng cách lại xa, chắc thì không biết phải xử sao. Khoảng cách thiệt xa, cô cũng quen biết. Nhất định là Cao Đại Văn, nhất định là ảnh rồi. Ảnh thích nhất là mấy cô gái tuổi xuân. Nếu như đối phương là một người con trai tốt thì cháu cũng có thể hứa tới lui với nó. Cô hai, cô thiệt là cởi mở. Cảm ơn cô cho tụi cháu tòi nguyện. Cái bính tôi đâu? Hả? Đây nè, chịu theo. Ôi trời đất ơi, cả cái bính mà cũng bị cắt đi. Nè, thôi bỏ đi, đã bị cắt rồi, rượu không kịp nữa đâu. Thôi chết. Lần này tôi đã bị mất sạch. Ai tôi muốn đồng phần dịch Bắc Kinh nè, phải rồi. Lâu quá, lâu quá. Tôm xào nắm đông cô. Đó lâu quá. Hả? Tại sao hôm nay dùng khăn bao cái đầu lại? Đừng nhắc nữa, nhắc tới là phát giận. Cô hai, ảnh là anh Phương. Chào cô hai đi. Cô hai, cảm ơn cô không phản đối cháu tới lui với lại con Phấn. Hả? Thì ra cái người mà cháu nói chính là nó. Sao nói khoảng cách của hai người thiệt là xa? Dạ phải, cháu ở ngoài đảo, con Phấn ở Cửu Long. Khoảng cách tụi cháu thiệt là xa lắm. Hey, cái khoảng cách này là chuyện nhỏ thôi. Cô còn tưởng cháu nói là... À, thì ra chị hiểu lầm tôi với là con Phấn. Cô hai, cô nên cảm ơn cái thằng nhỏ cắt đi cái bính của cô. Hả? Cái bính của chị đã bị người ta cắt đi. Phải hả? Tôi vẫn chưa hết giận đó. Cô còn cái gì? Cô vẫn còn giận. Bây giờ bị cắt đi cái bính thì khỏi phải nói là ở độc thân nữa. Hả? Thì ra vì cái bánh đó mới ở độc thân. Nếu biết như vậy á, tôi đã cắt sớm. Thì ghét, càng nói càng quá đáng. Hay dạ, tôi nói là có lý mới đúng. Khanh Khanh, đã sắp được nghỉ rồi, lát đi coi hát ha. Thôi đừng, Khanh Khanh gì, tiệc nhộn nhạt quá. Khanh Khanh, đi đi. Phải đó, Khanh Khanh đi ha. Tới đây. Chúng ta đã kiếm một công ty điều tra, đã làm một phỏng vấn. Kết quả cho biết 96% đều biết Hiệu Nhất Tinh của mình đã ra TV màu kiểu mới. Còn 91% người cho biết nếu mua TV màu thì sẽ mua nhãn hiệu Nhật Tinh của mình. Chứng minh công thế tuyên truyền của chúng ta thiệt là hữu hiệu. Chúng ta phải thực cái dịp này mở ra cô thế đợt thứ hai, lập tức quay một sắp quảng cáo mới. Chúng tôi quyết định dùng lại chị Thường với chị Bình làm người mẫu của chúng ta. Cho nên hôm nay cố tình mời họ tới để nghe ý niệm sơ bộ của chúng ta. Mời vào. Chào cái gì? Cả người kinh lý tôi cũng dẫn tới. Hay giờ quen thân như vậy đâu cần coi hợp đồng, ký lúc nào cũng được. Khoan nóng lòng, trước khi chúng ta bàn về quảng cáo đó, muốn nói làm sao điều phối nhân thủ. Bởi vì đợt quảng cáo thứ hai này càng cần có thêm nhiều người giúp tay, cho nên hội đồng trưởng quyết định ở bên tốt thì có một viên chức chưa hợp tác với Jenny. Được chứ. Xin lỗi hội đồng trưởng, tôi nghĩ kế hoạch này tôi làm không nổi. Tại vì tôi quyết định sẽ từ chức. Tại sao? Vì tôi phải về nhà làm lại bà nội trợ của tôi. Chị không phải nói là trao đổi vai trò danh nhân à? Nữ chủ ngoại, nam chủ nội. Trước đó tôi bắt ảnh trao đổi vai là muốn coi thử ảnh có chịu thay đổi tác phong chuyên chế hay không. Sau khi quan sát 2 tháng, tôi thấy là ảnh có thể dứt bỏ tôn nghiêm của đàn ông,
quá nhiều mặt đều có thể đạt được nam nữ bình đẳng. Anh thiệt yêu tôi, tôn trọng tôi, cho nên tôi quyết định không làm khó anh nữa. Tôi phải từ chức làm lại bà nội trợ, trao đổi lại gia với anh. Jenny, chị quá nóng lòng. Hãy coi hợp tác với ai rồi mới suy nghĩ việc từ chức. Quay Trân. Lập Nhân, sao anh lại ở đây? Vậy người ở nhà? Người đó là anh Tinh. Hả? Thì ra là anh cứ luôn gạt em. Em hãy khoan giận, nghe anh nói cái đã. Không sai, anh giấu em đi làm 2 tháng là tốt thật. Nhưng mà anh cũng muốn thể nghiệm, để mà thăng tiến nghề nghiệp thôi. Có phải là bỏ mặt nam nữ đều có thể kiêm cố hai mặt gia đình và sự nghiệp. Rồi anh thể nghiệm như thế nào? Anh phát hiện thì ra phải kiêm cố gia đình và sự nghiệp, hai mặt này rất là vất vả. Hôm xưa là anh không thông cảm, anh xin lỗi, mong em tha thứ cho anh. Ông xã Huệ Trân, em nói rất đúng, nam nữ phải bình quyền. Từ nay chúng ta phải cùng nhau làm việc, cùng chia sẻ việc nhà, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt ai. Bà xã. Ông xã. Sự giằng co đấu lực của nam chủ ngoại nữ chủ nội, hay là nữ chủ ngoại nam chủ nội, kết cuộc đã kết thúc. Bà má quyết định cùng đi làm và cùng gánh vác chuyện nhà. Thiệt là quá âu yếm. Theo đà tiến bộ của thời đại, địa vị của đàn bà càng ngày càng lên cao. Thấm thoát đã tới năm 1983. Trong năm này xảy ra hai chuyện lớn. Thứ nhất là Trung Anh thảo ký. Lúc đó chính phủ Hồng Kông không định tương lai rõ ràng, bắt đầu có phong trào di dân. Bà Khanh với lão Cao đại văn rốt cuộc họ đã đám cưới, kết thúc lầu Phượng Hoàng, di dân tới đại khai địa. Còn có một việc khác cũng là việc quan trọng nhất, đó là rốt cuộc má tôi đã mang bầu và em bé trong bụng chính là tôi. Bà xã à, hãy vì em bé mai này có nền giáo dục và tiền đồ tốt đẹp, chúng ta hãy di dân đi Mỹ đi. Ông xã, mọi việc theo anh. Tóm lại chúng ta cùng nhau tiến thoái. Đương nhiên cuối cùng người mà dẫn tôi đi di dân làm thấy không, dĩ nhiên là má của tôi. Vì gia đình dù sao người đàn bà chịu hy sinh nhiều hơn. Tiếc là năm 89, do một trận động đất ở San Francisco, bà má của tôi không may đã qua đời. Chỉ có mình tôi cô đơn lẻ loi về tới Hồng Kông. May là còn có bà cô ba. Từ thời đại 80 tới thế kỷ 21, Hồng Kông thay đổi từng giây từng phút. Điều bất biến duy nhất có lẽ là cục đá tình duyên này. Người xưa thấy đám cưới là việc suốt đời suốt kiếp, còn bây giờ đám cưới là một sự ràng buộc. Số ly dị ở thế kỷ 21 thiệt là cao. Mỗi 4 cặp vợ chồng là có một cặp ly dị. Giấy hôn thú đã không thể nào bảo đảm được. Tuy vậy nhưng cũng có những người đua đòi, một lần người ít ra phải đám cưới một lần. Còn về tôi, thế là đẹp quá. Nghĩ ra được gì? Chị thiệt là ngọt. Wow, chị thiệt là ngọt sớm. Lâu nay tôi thiệt là ngọt mà. Cảm ơn chị. Chị cũng đẹp chứ. Có phải không đẹp hay không? Alo. Giang không xong rồi. Ê, nói bà thăm kế của mình làm cho họ có vấn đề. Bây giờ đòi đổi phòng hồi kế sư. Có vấn đề gì? Anh nói con số miễn thuế làm không đủ lớn, có cách nào hay không? Trước 5 giờ tôi sẽ về. Hẹn phụ tá của anh 5 giờ rưỡi tới văn phòng chờ tôi. Bảo đảm trong 10 phút anh sẽ thay đổi ý định. Được, tôi biết. Lát gặp. Ông Phương, mời ông qua chụp hình. Chụp cho cô dâu trước, lát tôi qua sau. Dạ. Sophia, lập tức phái người tới tiệm toàn dây và văn phòng AA. Coi cái tủ, cái giao tường có hoạt động được hay không. Ngoài ra, tôi phải phân loại tường tận và máy móc trong xưởng của người khách. Tôi phải nhìn thấy. Tất cả báo cáo để trên bàn của tôi đúng 5 giờ, ok? Nè, đã chụp xong chưa? Đã đưa tiền.
Nghĩ không được, phải chụp chung. Hai, xin lỗi. Cô dâu bên kia. À, Hân, xin lỗi vừa rồi công ty điện thoại tới, cho nên anh bận một chút. Người của công ty không biết hôm nay anh nghỉ phép sao? Cả cái hãng hộ kỹ sư đâu phải chỉ có một mình anh làm việc. Phải, chỉ có một mình anh làm việc. Và cũng chỉ có một mình anh làm được việc. Cô dâu xích cho chú rể trước. Phải. Đúng rồi. Hay là thử cười vui vẻ chút ha. Đúng đó, tâm tình chút. À, phải phải. Nè, tự nhiên chút. Ok. Cô dâu, vừa rồi trong ánh mắt của cô hoàn toàn thuyết không ra cảm giác. Hay là có thể thử nhìn mắt của chú rể. Ánh mắt của chú rể sẽ nói với cô, anh suốt đời suốt kiếp ở với cô, anh là tương lai của cô. Cô từ ánh mắt của ảnh sẽ kiếm ra được chữ yêu. Phải không? Vừa rồi chú rể có phải nói với cô ba chữ anh yêu em không? Hả? Không sai, chính là cảm giác đó. Bây giờ chúng ta chụp lại một lần. Ờ. Cô Thái, xin lỗi cô, chú rể thì chừng nào sẽ tới? Chụp hình áo cưới nhất định phải có chú rể à? Tôi là chú rể của cổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.